trường cho lòng em nhớ thương, cho em cả bài tiếng hát hậu phương. Phương Quế xin kính chào quý khán thính giả của Hồng Việt TV và các anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa kính mến. Trang Thanh Lan kính gửi lời chào tái ngộ đến quý khán giả thân mến đến với chương trình Tiếng Hát Hậu Phương được phát hình trực tiếp vào tối thứ ba trên làn sóng 2038 của Hồng Việt TV. Chương trình sẽ được phát lại 11 giờ đêm nay, 8 giờ rưỡi sáng thứ tư, 3 giờ chiều thứ năm và 4 giờ rưỡi chiều thứ bảy. Chương trình này cũng nhằm mục đích giúp đỡ những người trẻ hiểu biết thêm về hình ảnh oai hùng cũng như sự chiến đấu anh dũng của người lính Việt Nam Cộng Hòa. Tiếng Hát Hậu Phương hy vọng sẽ là một nhịp cầu để chúng ta có thể ôn lại những kỷ niệm vui, buồn, những mất mát chia ly trong thời chinh chiến. Khi tiếng súng còn đang rền vang trên khắp nẻo đường đất nước, đã có những chàng trai rũ bỏ sách đèn lên đường bảo vệ non sông, cũng có những tiếng hát cất lên cho những chuyện tình dang dở. Tiếng hát của những người em gái hậu phương gửi đến cho những chàng trai nơi tiền tuyến là những tình cảm dạt dào thấm đẫm thương yêu, những con tim thổn thức, nhưng tất cả chỉ còn là kỷ niệm. Tiếng Hát Hậu Phương rất mong đón tiếp quý vị cựu quân nhân, những người vợ lính, người yêu của lính đến với chương trình để chúng ta cùng nhau hàn huyên tâm sự, ôn lại những kỷ niệm buồn vui đời quân ngũ. Các hội đoàn có những buổi tổ chức liên quan về lính cần phổ biến, xin email về tienghathauphuong@yahoo.com. Quý vị có thể gọi điện thoại trực tiếp vào để chia sẻ với chương trình qua số điện thoại 714-933-7817. Kính thưa quý vị, hôm nay Tiếng Hát Hậu Phương xin giới thiệu đến quý vị Đại úy Đặng Văn Xíu. Anh thuộc binh chủng biệt động quân. Dạ vâng, xin mời anh. Tôi, Đại úy Đặng Văn Xíu, cơ động 42 liên đoàn 4 biệt động quân, xin kính chào quý vị khán thính giả Hồng Việt TV và xin chào cô Trang Thanh Lan, cô Phương Quế. Dạ mời anh. Dạ em Trang Thanh Lan, Phương Quế xin chào anh Xíu cũng như chào Nghĩa Sứa. Dạ. Dạ vâng, thưa hôm nay thì là mời được anh Xíu là cũng gây go lắm. Dạ. Thấy không? Mời đi ăn mặn chay nữa. Nhưng mà vấn đề rồi, là bắt đầu đó là khuyến này, dụ dữ lắm. Hôm nay anh Xíu nãy anh Xíu lên có nói đây. Người ăn chay thì không nên lên những cái public để nói chuyện như vậy. Nhưng mà vì thương chương trình Tiếng Hát Hậu Phương và cũng vì nhớ lại tới anh em đồng đội của biệt động quân của anh, cho nên anh năn nỉ lắm anh mới lên hôm nay. Cảm ơn anh Xíu rất là nhiều. Mời người ăn chay trường thấy mặt hiền hả thưa quý vị, có giữ như nghĩa. Dạ. Xin cảm ơn cô, là tại vì sở dĩ mà tôi cũng ngại đến với các cơ quan truyền thông là vì lý do là người ta thường nói bại binh chi tướng bất khả ngôn dũng, vong quốc chi đại phu bất khả ngôn trí. Thì cái người tướng mà bại trận thì không nên nói cái lời mà mình là mạnh. Mình đâu có bại trận đâu. Mà cái nước mà mất thì đừng nói mình là người đại trí, tài trí gì cả. Tôi thì không phải là tướng mà cũng không phải là quan đại phú. Nhưng mà mình dù sao nữa cũng có chút quyền uy trong, chữ cấp chữ uy trong nhỏ trong đơn vị gì đâu hoàng ngày xưa. Cho nên dù muốn không tôi cũng là nằm ở trong cái bên phía mà bên không phải là bên phát thắng cuộc. Yeah. Mà hơn bài trận. Yeah. Cho nên tôi ngại tiếp xúc với tất cả những người mà phỏng vấn tôi. Yeah. Bởi vì thực tế mà nói cái trong những ngày quân ngũ của tôi, nhất là trong thời gian tôi ở tiểu đoàn 4 hay biệt quân được mệnh danh là tiểu đoàn có ba rằng, thì đơn vị tôi chưa từng bao giờ thất bại. Và những cái anh dũng của đơn vị chúng tôi đó, nếu mà hỏi tôi không nói đúng thì tôi là người nói dối. Yeah. Mà nếu nói đúng thì tại sao tôi lại thua người thua trận? Đó. Yeah. Là cái mà tôi không muốn tiếp xúc với tất cả những người mà phóng viên kia nói đến phỏng vấn tôi là như vậy. Thưa con, như vậy lạnh quá kim nhường là bởi. Yeah. Vì chúng ta không có bại trận. Yeah. Mình không có bại trận là bởi vì người Mỹ người ta bỏ mình thôi, chứ còn. Yeah. Quân đội Việt Nam mình rất là hùng mạnh. Các anh. Yeah. Cọp ba đầu rằng và các binh chủng khác, tất cả các anh đều chiến đấu rất là oai hùng tới giờ phút cuối cùng luôn. Chúng ta đâu có bại trận, thật ra anh không nên nghĩ cái như là một phía như vậy để mà anh mang một cái sự như là giống như là. Yeah. Mặc cảm vậy. Hồi nãy anh có chỉ Trang Thanh Lan là không, mình không nên để bụng một cái gì hết. Mình để bụng đó là mình tự làm đồng khổ mình. Thì bây giờ thì em cũng khuyên lại anh đừng có để bụng những cái chuyện gì mà đã qua. Tức là bây giờ chúng ta lên TV, chúng ta lên chương trình này để chúng ta nhắc lại những kỷ niệm ngày xưa, những cái. Yeah. Trận chiến ngày xưa thôi, chứ cũng không có ảnh hưởng gì
tới tâm linh hay là tới gì hết thưa anh? Dạ, dạ đúng rồi, đúng mình không có sân si. Dạ. Nhưng mà và thưa anh là những cái câu chuyện mà của các anh lên show mà kể đó thì phải nói rằng các em thế hệ sau này xem rất là nhiều anh. Các em ở Việt Nam cũng xem qua YouTube. Các em ở khắp nơi, đặc biệt là Việt Nam xem rất là nhiều. Thì các tuần nào mà nó là ngưng một cái là các em đã vào email để hỏi tại sao chương trình không có hay là lên trễ đó. Khi mình đưa lên YouTube mà trễ thì đã hỏi thăm rồi. Và có những em viết những lá thơ rất là dễ thương anh. Các em nói là nhờ chương trình của hai cô tiếng hát hậu phương thì chúng cháu mới biết được những cái sự cực khổ, sự hy sinh gian khổ của người lính Việt Nam Cộng Hòa. Và chúng cháu rất là ngưỡng mộ. Trong khi ngày xưa chúng cháu chỉ nghe có một phía thì chúng cháu không hiểu gì hết. Chúng cháu nghĩ là mấy người lính gọi là người ta gọi là ngụy đó thì nghĩa là kiểu như là ác ôn lắm, nhưng mà khi mà nghe các chú kể chuyện qua cái chương trình này rồi thì chúng cháu rất là ngưỡng mộ và khâm phục, rất là quý mến. Cho nên các cô đừng có bỏ chương trình này, tại vì có nhiều lúc Phương Quế với Thanh Lan cũng nản lòng anh, là bởi vì mình mời khách nhiều khi không được đó, thì mình cũng có nản lòng. Thì những lúc mình nản lòng mình than, mình cũng có than trên chương trình này, thì các em cũng thấy, thì các em đó là những các em những khích lệ rất là lớn để cho Phương Hồng Quế với Trang Thanh Lan làm cái chương trình này cho đến ngày hôm nay là đã hơn 4 năm rồi thưa anh. Thì cũng nhờ những các anh guest, khách mời như anh ngày hôm nay vậy đó, thì giữ được những cái hình ảnh ngày xưa. Khi mà chúng ta lớn, chúng ta không còn nữa, cái thế hệ anh rồi tới tụi em cũng lần lượt, thì hậu duệ các em nó biết, nó duy trì. Dạ, cho nên anh không có nên ngại ngùng gì hết, mà anh cứ những gì anh tâm biết sự anh nói hết thôi. Những gì dạ, tâm sự của anh bằng sự thật cuộc đời của anh thôi. Em bắt đầu mời anh tâm sự là thưa anh nhập ngũ năm nào ạ? Tôi là sinh viên sĩ quan khóa 25 Thủ Đức. Tôi ra trường năm Tết Mậu Thân. Dạ. Quân trường nào thưa anh? Ở Thủ Đức. Thủ Đức. Sĩ quan Thủ Đức. Dạ. Thủ Đức. Là ra Tết Mậu Thân, tức như là trận Tết Mậu Thân thì anh ở đâu anh? Tức là Tết Mậu Thân thì lúc đó tôi chưa đến đơn vị Bình quân mà tôi trình diễn quân cảnh. Trình diễn quân cảnh rồi ấy, giao cho tôi một tiểu đội đi đụng với Việt Cộng. Lúc đó là anh ra trường rồi anh trình diễn quân cảnh. Sao anh lại đi trình diễn quân cảnh? Quân cảnh là tại vì mình chưa đến được cái đơn vị mình, mà đến cái thời gian mà trình diễn thì nó trước Tết, trước Tết. Mà lúc đó mình kẹt, mình không thể đi được. Cho nên lúc đó mình phải đến các đơn vị quân cảnh mình trình diễn. Là anh đóng ở đâu đầu tiên anh? Anh ở cái đồn nào đầu tiên? Đơn vị của tôi thì sau đó rồi thì tiểu đoàn 42 Bình Quân từ đánh từ ở Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng. Có nghĩa là anh ở quân cảnh. Cảnh rồi khi nào mới qua bên trình diễn quân cảnh thôi. Trình diễn quân cảnh thôi. Cho biết là anh là cái người học rồi nè, xong rồi xong khóa huấn luyện rồi, bây giờ anh chưa biết đơn vị nào để đi. Kẹt đường đi. Lúc đó tiểu đoàn 42 Bình Quân đó, lúc đó cái bằng cấp của mình đó. Tức là mình đã học cái đơn rồi vị đó. Mình có rồi, mình có bằng rồi. Nhưng mà cái đơn vị mình phải trình diễn đúng ngày đó. Nhưng mà đến ngày đó thì đã kẹt, là cái đơn vị tôi lúc đó là tiểu đoàn 42 đang đánh giải tỏa từ Bạc Liêu, Cà Mau rồi lên Sóc Trăng rồi lên đến Cần Thơ. Thì khi mà tiểu đoàn 42 mà về đến Cần Thơ rồi tôi lúc đó tôi mới đến trình diễn được. Tức là lúc đó anh ở Cần Thơ. Cần Thơ. Tết Mậu Thân thì anh đang ở Cần Thơ luôn. Dạ, về Cần Thơ luôn, tại vì cái đơn vị tôi lúc đó về Cần Thơ. Dạ. Để gắn cái huy chương của Mỹ, của Tổng thống Mỹ tặng luôn, kỳ đó. Dạ. Kỳ đó gắn ở phi trường Rà Nóc. Đơn vị tôi đóng cái đơn vị. Dạ. Đơn vị tôi là thuộc về cái đơn vị mà đặc biệt được hai lần huy chương của Mỹ, Tổng thống Mỹ trao tặng cho các đơn vị. Dạ. Cái bàn bia mà xanh xanh, cái bàn bia mà có cái hành nhiên liệu ở trong á, nó giống con rệp, cho nên người ta nói là bàn con bia mà có con rệp á, tức là được lần thứ hai. Rất hiếm, tại vì các đơn vị Mỹ cũng có người có, đơn vị có, đơn vị không. Do đức thân Tổng thống Mỹ tặng. Như vậy là cái ngày mà ở Tết Mậu Thân đó anh đã bắt đầu đánh trận chưa anh? Tết Mậu Thân thì chưa. Nhưng mà sau đó rồi thì khi mà tôi trình diễn ở tại Cần Thơ rồi thì tôi nhớ tôi là ra tôi làm trung đội trưởng, tên trình diễn đại trưởng, đại trưởng đại trưởng đang ngồi nhậu đưa cho tôi một ly rượu đế bắt phải là uống đem ra mắt. Uống một cái là coi như là quắc liền đỏ mặt đỏ mày hết.
Đồng thời lúc đó thì nó thèm ngủ hay thèm nằm hết sức, mà mặc đồ đi luôn, hành quân luôn, vô hành quân luôn, lên máy bay rồi cái là coi như sao nó hết. Là cái trận đầu tiên anh có cảm thấy gọi là sợ hãi lo âu gì không anh? Lúc đó cái lần đầu tiên nhảy lên máy bay anh đi hành quân, nó cứ bình thường thôi, không có gì mà lo âu. Tại vì mình là khi mà hết giai đoạn 2 của trường huấn luyện ở trung tâm huấn luyện á, thì mình muốn đi binh chủng thì mình phải làm đơn xin, tức là mình chịu, mình tình nguyện đi mà, thì nguyện đi, cho nên mình chấp nhận cái định chứ. Có biết bao nhiêu là cái đơn vị binh chủng mà tại sao là anh chọn biệt động quân? Lúc đó tôi rồi đó mình có thể chọn được 3 binh chủng. Tôi chọn nhiệm vụ biệt động quân với lực lượng đặc biệt. Nhưng mà cuối cùng thì cái những vị nó có một cái giới hạn, người ta nhận cái giới hạn đó, thành ra đưa tôi qua biệt động quân. Biên quân rồi tôi về cái trình diễn cái liên đoàn 4. Rồi liên đoàn 4 lúc đó có 3 tiểu đoàn. 42, 43, 44. Rồi ông chỉ còn số ông hỏi tôi muốn về tiểu đoàn nào, tôi hỏi tiểu đoàn nào đánh giữ. Cái năm 42 có ba đầu rằng, rồi cho tôi cho đó. Cái trận đánh đầu tiên của anh là ở đâu vậy anh? Ở Cần Thơ, rồi sau đó rồi thì có một kinh nghiệm cho tôi luôn, tiện nói luôn là khi mà tôi trình diễn Cần Thơ rồi thời gian thì tôi vô với đường vô ở Rạch Miễu ở Cần Thơ, thì lúc đó đến một đi một thời một đoạn cái rồi đến một cái chỗ đó có một cái đơn vị nào trước đó đã đào hầm đào hố này kia nói, nhưng mà họ bỏ đi vụ tết một thân rồi, đang ngừng lại để mà lính nó ăn uống này kia nọ, cái vì cộng nó bắn rất. Cái tôi thấy cái hầm của cái đơn vị trước mà bỏ đi rồi đó, tôi nhảy xuống dưới, mấy thằng lính đứng ở trên nó cười, mấy thằng lính đứng trên cười, tôi quê thiếu điều tôi cắt cái mặt tôi bỏ, tôi quê quá quê, có phản ứng tự nhiên tôi quê dữ lắm, thiếu điều tôi cắt cái mặt tôi bỏ, cái tôi âm thầm tôi chịu đựng á. Sau đó thời gian khi mà hành quân hết cái tầng thơ rồi á, thì đơn vị của tôi nó mới đưa về cái trại gia binh ở tại Lê Văn Lưỡng là cái chỗ hậu cứ, thì mới đưa ra các đại đội ở đóng ở chung quanh cái thị xã Bạc Liêu, thì tôi ở cái đại đội đó thì ở với ông tiểu đồng phó là một bộ thế thổ, thì bữa sáng nó điền quân vô thì chỉ đi ra cách đó chừng một cây số, thì ban ngày á thì lính của mình á đến đã tùm lum đó đã mà đi bắt cá bắt này bắt nào tùm lum lên, không ngờ là bữa đó là sáng bữa đó đi là nó phục kích, vừa ra đó là nó phục kích liền, nó khóa cửa khóa liền, khóa đích liền, đánh liền. Có hao tốn gì đánh gì? Nó đánh tôi mới nghe, vừa nghe thằng lính nó báo cho tôi biết là này sao đông lắm chú ơi. Tôi nhìn lại phía sau của bộ chui mà tiểu đoàn đó thì chỉ cộng ở trong cái bờ lá đó, rừng nước đó, chạy ra như là mình mở cái rạp hát mà nó túa ra đó, mở cửa nó túa ra, túa ra chặn đích cho mình bắn. Thì lúc đó cũng biết là cái tôi may mắn ở chỗ là cái trung đội của tôi chỉ huy đó nó có một cái địa lạng, thì khi mà đụng nhiều rồi đáng lý ra thì nếu mà cái kinh nghiệm chiến trường thì mình cho trung đội mình ở xuống đó để mà mình giữ cái thế để mà mình bắn, trong khi là mình nằm mình ở trên cái dòng tranh. Nhưng mà tôi có cái mặt cái kỷ niệm vừa rồi quê vừa rồi đó, ấn tượng vừa rồi thành đó. Ra tôi không có xuống đó, nhất định không nhảy nữa, không nhảy mà tôi chỉ lo thấy, tôi nhìn mấy cái ông trung đội trưởng khác như ông chủ quý 10 này kia nọ, nhìn mấy ông đó thấy mấy ông cầm súng bắn rồi hồ quy xuống, và đồng khi đó dịch cộng nó tràn ra đông lắm, có cả 2 tiểu đoàn đó đại đội tôi mà chịu được 2 tiểu đoàn mà lại trong cái thế mà bị nó phục kích nữa. Đó là tiểu đoàn cơ động tỉnh Sóc Trăng và cơ động tỉnh Bạc Liêu, 2 người phối hợp đánh. Thì lúc đó tôi không có nhảy xuống cái đìa để mà giữ cái thế, mà tôi chỉ nhìn những cái ông trung đội trưởng khác như ông chủ quý 10 thấy ông đứng thì bắn rồi quy xuống bắn, tôi cũng đứng bắn, đến rồi cuối cùng lại rồi vì cộng tràn nó quá nhiều, cái thằng máy của tôi nó xô tôi xuống cái đìa thì nó
một nghe tôi nghe một tiếng bóp thì nó ngã xuống, làm viên đạn trúng cái đầu của nó. Mà tôi đã nhảy xuống cái đìa. Thì từ đó về sau mấy thầy trò tôi ở mấy đìa, nhờ cái đìa đó mà mới giữ được, bảo yểm trợ được mấy cái đơn vị khác. Coi như người lính nó cứu anh đó. Sau trận đó rồi thì mấy người lính nó về, nó nói là tôi là cái gì, như là người hùng sĩ quan chịu chơi người hùng, cái đó ổng tôi biết mới ra trường mà ổng chịu chơi cái đó, thật sự mà nói là tự ái thôi. Tự ái thôi chứ chả có cái gì hết, sĩ diện thôi, tại vì mình đã từng người chịu chơi rồi, hành quân tình nguyện biên quân mà tình ba ngon lành chứ, trong khi mà đạn mới bắn cái ào, mà trong khi đó tôi nói với mấy cô luôn là để cái quân trường dạy là một chuyện, ra ngoài nó khác, chiến đi trường nó khác, khác đi. Khi ở ngoài đời, ở chiến trường, ở chiến quân trường đó thì cái huấn luyện đó, khi hành quân nghe tiếng súng địch đó thì phải che giấu ẩn nấp, có hầm có hố có cái gì đó thì phải nhảy xuống để mà che giấu ẩn nấp, còn không đứng trơ đó là coi như bị rồi. Mà trong khi nó ra trường thì khi đạn nó bắn, mấy lính đứng trên nó gầm, nó thấy tôi nhảy dưới nó cười. Mà đâu phải tại tôi, tại quân trường dạy tôi vậy. Đó, nhưng mà tôi quê, nhưng mà đến đụng cái trận chết trong trận mà tôi lại tự ái sĩ diện đứng ở đây luôn, đứng trên bắn luôn, quỳ xuống bắn luôn. Cuối cùng lại tôi xuống, khi mà nó xuống hầm rồi đó mà nó bắn tôi một viên đạn chuột dưới đất, cái tay tôi nó mới hỏi, cái tôi dòm thấy cái con cái lỗ, tôi nói rồi chắc tao gãy tay rồi tôi về. Cái dở ra cái đầu đạn đó nó tàn, nó rớt xuống ra ngoài. Là coi như trúng phần mềm hay trúng xương anh? Trúng vải thôi và là phần một cái lỗ này. Cái đầu trúng áo nó xuyên qua cái sớt qua thôi, gọi là sớt qua thôi phải không anh? Cái trận đó coi như là gần như là khốc liệt lắm. Nhưng mà con cái này đại đội tôi chỉ một đại đội, mà đại đội thiếu nữa, chừa một số đạn ở chỗ đóng quân. Thì tụi nó là hai tiểu đoàn cơ động mà nó phục kích như vậy mà nó không thanh toán được. Cuối cùng là giữ cái trận đó rồi mới thấy là người lính biển quân nó quay hồn kính như thế nào. Dưới mắt chúng em là người lính nào cũng quay hùng hết. Khi mà những người lính đó mà nếu mà bị thương chân, thương bụng bị cái nỗi băng lại thì vẫn bắn hoặc là để vô đạn cho những người khác. Cố gắng. Cho nên đâu? Lúc đó súng là coi như đầy hết, nó đưa tôi đóng cái bên này mặc sức tôi bắn thôi. Bắn mà cứ đứng bắn vậy đó, thành ra về thành ra người hùng. Nhờ về nó nói tôi là người hùng quá. Nhưng mà thật sự mình nói gan quá. Thật sự mình nói lúc đó tôi cũng không biết cái gì nữa rồi. Tôi chỉ là bắn không có chọn lựa. Không có chọn lựa. Và một thỉnh thoảng đã bắn đã rồi, thỉnh thoảng nhìn ông cái ông chuẩn bị 10 là cái ông trung đội trưởng cũ á, thấy ông đứng hết đứng rồi đứng quỳ, tôi ổng quỳ tôi cũng quỳ ở trên giữa dòng danh những đó, thay vì xuống dưới địa không đúng mình. Đó là cái kỷ niệm mà coi như cái đời lính, bởi vì cái thời chuẩn quý là cái thời dễ chết nhất, không có kinh nghiệm. Nhà anh sinh quán ở đâu thưa anh? Tôi sinh quán ở Sa Đéc, ở Lấp Giò Sa Đéc. Quyện Lấp Giò đó hả? Dạ. Quyện Lấp Giò. Lớn lên ở Sa Đéc luôn. Không, khi lớn lên tôi học ở học ở Cao Lãnh. Ồ, anh ra Cao Lãnh anh học. Học trung học tôi học ở Cao Lãnh rồi sau năm đệ nhất tôi học ở dưới Phan Giang Cần Thơ. Dạ. Anh biết miền Tây. Dạ, thì hồi nãy em có nghe anh nói là anh ăn chay trường. Vì cái lý do gì mà anh ăn chay trường được thưa anh? Anh có thể tâm sự cho chúng em biết. Cái lý do ăn chay trường là bởi vì lý do là lúc mà bà già tôi có bảo qua đời thì có một thời gian 100 ngày cầu nguyện đó. Tôi muốn ăn chay để cầu nguyện có kết quả. Thứ hai nữa tôi muốn trả lại một chút gì đó. Trong khi mà bà già tôi đã ngày xưa đã khổ cái gì tôi. Đi học rồi đi lính rồi ở tù tội thì rồi bị vợ đá không thăm nuôi thì chính bả không thăm nuôi. Rồi đó tôi cũng mèo mỡ gà đồng này kia, nó nhiều khi có bầu có bì hay gì đó thì về bả cũng nuôi, bả cũng tất cả mọi chuyện bả lo hết. Tức là lụm con rơi. Tôi là coi như là mình thấy cái tội lỗi nhiều quá. Lúc đó tôi ăn chay trường ăn chay để mà cầu nguyện. Nhưng mà sau đó rồi á thì không thể ăn mặn được vì do nó quen rồi, ăn thấy đồng mặn nó ngán không muốn ăn nữa. Do đó tôi thấy ăn chay cũng là điều tốt, không sắc xanh. Được bao nhiêu năm rồi anh? Ăn 5-6 năm rồi. Mới đây thôi hả? Dạ mới đây. Dạ. Rồi anh lập gia đình lúc nào thưa anh? Tôi lập gia đình hồi lúc còn thiếu quý thì là có người vợ rồi, có mấy đứa con, rồi sau này tôi ở tù vì bà mấy đứa con khác. Luôn?
với chồng khác. Ồ. Mấy cháu thưa anh? Ba đứa. Giờ cháu lớn chưa anh? Lớn hết rồi. Rồi sau này anh có tái giá không? Sau này qua Mỹ mới có vợ khác. Dạ. À. Nhưng mà tôi đi Mỹ có mình tôi à. Dạ. Tức là anh không tái giá. Vì lý do là cái bà xã hồi đó bà ở khác hộ khẩu là một, bà có chồng khác đó. Yeah. Thứ hai nữa là bà đổi khai sinh của con lại hết, đã tôi cũng không bảo lãnh được. Mà họ của anh bây giờ cháu ở đâu? Mấy cháu còn Việt Nam không? Ở Cần Thơ. À mấy cháu còn bên đó. Dạ. Yeah. Còn anh lập gia đình bên này là có thêm cháu rồi nào? Sau này không có đứa cháu nào hết. Dạ, dạ. Giờ còn mấy ba cháu ở Việt Nam hết rồi. Dạ. Yeah. Dạ. Vậy thì khi nào thì anh đó là cái trận đánh ở Cần Thơ thì anh ở trong cái tiểu đoàn này bao lâu thưa anh? Tôi ở đến năm cộng đầu rằng ở tới từ Tết Mậu Thân cho đến năm 40 năm 73 tôi mới được điều động về Bộ Chỉ huy Liên đoàn 4. Ủa tại sao anh là đi tác chiến? Cộp đầu rằng đi tác chiến mà là lý do gì mà tự anh xin hay là ở trên thuyên chuyển anh về Bộ Chỉ huy thưa anh? Bộ Chỉ huy đâu có đi đánh trận nữa đâu. Bộ Chỉ huy cũng đi theo chứ. Có đi theo là đi... cũng bị pháo cũng này nọ vậy. Vậy hả? Nhưng mà vậy lúc nó anh về coi, làm nó chức vụ gì thưa anh? Tôi về làm trưởng ban năm, tức là sĩ quan an ninh và chiến tranh trị. À. Sở dĩ tôi được điều về là bởi vì ngày xưa ngay cả cái trận mà tôi đánh tôi trận mà con rắn sao lá là cái chỗ bị phục kích á, tôi mới vừa nói đó. Thì lúc đó tôi về tôi mới viết lại. Tôi mới viết lại cái trận đó, tôi mới gửi cho cái tờ báo Tiền Phong ngày xưa. Gọi là tôi cái tựa là con rắn sao lá. Tôi kể hết từ đầu đến cuối. Thì chính cái ông mà tiểu đoàn trưởng mà ông khi ông đọc cái tờ báo Tiền Phong á là để cho sĩ quan, dành cho sĩ quan. Thì ông đọc rồi ông nói cái thằng ký giả nào mà nó viết còn rành hơn tôi nữa. Thật sự ông không biết là chính tôi viết. Sau này ông biết ra rồi từ từ rồi ông mới thích tôi rồi ông ấy rồi ở trên liên đoàn biết tôi nữa rồi mới thấy tôi viết báo này kia nọ rồi mấy cái tờ báo quân đội này kia nọ rồi nó kéo tôi về làm trưởng ban năm của liên đoàn 4. Nhưng mà từ khi nào mà anh thích viết văn làm nhà báo anh? Cái viết thì hồi lúc còn đi học đó. Hồi đó cô nhớ là không biết cô biết không, hồi đó là tờ báo Tiếng Chuông á, nó có cái vụ mà viết truyện ngắn được 300 đồng đó, mà 300 đồng đó quý lắm, đứa học trò thỉnh thoảng cũng ráng viết bài, thỉnh thoảng viết được bài ví dụ đăng mừng lắm, có được mấy trăm bạc. Từ đó từ hồi đi học đã viết văn đã viết rồi. Nó nhuận bút quá anh, nhuận bút được mấy trăm hay từ ba trăm cũng đỡ, 300 cũng đỡ đó tốt lắm á, lên sinh viên mà cũng đỡ khổ. Thành ra từ đó là anh viết văn luôn đó, viết rồi nhà báo luôn. Mà anh có lấy bút hiệu hay là anh lấy tên thiệt của anh? Hồi đó tôi lấy nhiều bút hiệu lắm. Tại vì khi mà tôi về Bộ Chỉ huy Liên đoàn đó thì tôi lấy nhiều bút hiệu để mà cũng như gây một cái tiếng vang về cái đơn các đơn vị như là 42, 43, 44. 42 thì cọp xanh. Hồi đó cái huy chương cái cọp này là cái của, chung của binh chủng. Còn cọp 42 thì cái tròn như thế này thì ở áo này nè. Cọp nó cái nền nó màu xanh, xanh lá cây. Còn 43 thì cọp xám, thí dụ cái nền bằng xám. Ví dụ thì mình ghi lại những cái trận đánh mà mình biết các đơn vị mình biết á, mình viết ra. Rồi sau này mới tôi vô ở tù tù cái tàu đó, tức là 75 là anh đi tù bao nhiêu năm thôi? Tôi ở tù gần 7 năm. Tôi sau đó vô tù rồi thì 34 bỏ viết rồi. Nhưng mà sau khi mà vô tù cải tạo đó thì tôi mới coi cái tập thơ mà nhật ký trong tù của Hồ Chí Minh á. Tôi thấy Hồ Chí Minh làm bài thơ tôi mắc cười quá. Ra lúc cái máu văn nghệ của mình nổi lên. Tôi còn nhớ cái bài thơ mà tôi đọc mà tôi mắc cười là cái bài thơ Mất Tự Do. Đau khổ chi bằng mất tự do. Đến buồn đi ẻ cũng không cho. Cửa tù khi mở không đau bụng, đau bụng thì không mở cửa tù. Cái bài thơ á, mà ngày xưa người ta nói thơ cung cấp á, là nói là con ếch trong hang, con ếch nhảy ra, con gốc nhảy ra, gốc ngồi đó, con gốc ngồi đó, con như nhảy đi. Cửa tù không mở, chưa mở không cửa tù khi mở không đau bụng, đau bụng thì không mở cửa tù. Thì tôi thấy tôi đọc thơ bài thơ tôi buồn cười như quá. Vậy tôi thấy mắc cười quá, thành ra tôi mới bắt đầu làm thơ chơi. Chứ hồi xưa thì tôi chỉ làm thơ tự do thôi, chứ tôi không làm thơ luật đâu.
Có một bài thơ nào anh có muốn tặng quý khán thính giả cũng như là chúng em bài thơ anh sáng tác trong tù đó anh đọc anh. Bài thơ đó thì cũng nhiều, tôi làm mấy trăm bài đó. Hồi đó trong tù đâu dám viết ra, làm ở trong ốc, rồi sửa trong ốc, rồi nhớ trong ốc. Vì sau đó rồi tôi ra tù, tôi qua bên Mỹ này, tôi nhớ cũng có khoảng trên trăm bài thôi. Không nhiều được. Trăm bài cũng nhiều lắm chứ. Dạ, anh có bài thể nào đọc anh thích nhất? Bài nào mà anh thích không nhất? Có thích nhất nhưng mà có cái này bài nào nhiều là cái có những cái kỷ niệm mà tôi thấy là khi mà vô tù rồi thời gian đó thì nó cải tạo mình, nó muốn thay đổi mình, nhưng mà thật sự mà nói nó thay đổi cái hình hài thôi, mà thật sự có thay đổi hình hài chứ không thể thay đổi con người. Vô tù ở chừng nào cảm thấy cái lòng thù hận nó càng tăng hơn nữa, càng sâu hơn nữa. Ngày xưa nó thật là tôi đi nhiều cái trận đánh mà tôi khi mà giết thấy Việt Cộng chết nhiều quá, tôi cảm thấy tôi nó hơi buồn. Tôi có làm như thế này: nhân danh người ta cầm cân công lý, người giết người công lý cũng đồng tình, phụng mệnh trời ta vung cao lửa hái, trời cao minh sao mang sói sát sinh. Không ai chủ trương là phải giết người như vậy, nhưng mà vấn đề chính là cái tổ quốc mình, khi nó xâm chiếm đất nước mình, miền Nam mình phải cầm súng thôi. Chứ thật sự mà nói, cái lòng của tôi không có muốn giết người. Tại vì hồi ngày xưa mình học, ngày xưa là tiên học lễ, hậu học văn, thương người như thế, thương tha thế này thế khác, nhiều điều phụ lấy giáo gương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Mình á thì cái giáo dục miền Nam á thì dạy nhân dạy nghĩa, dạy đạo dạy đức. Còn cộng sản nó không vậy. Tố Hữu nó nói là giết nữa bàn tay không phúc nghĩ, cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong. Chủ trương giết sẽ giết, còn mình thì chủ trương là đạo đức, là giáo dục, là cho nên có nghĩa. Mình mới có là vấn đề cái chương trình chiêu hồn. Cái chương trình chiêu hồn ngày xưa đối với tôi, khi mà tôi đã vô ở tù cũng như hơn qua đến Mỹ, tôi nhìn lại hay vô cùng. Nó hay ở chỗ là vấn đề tôi thấy cái thống kê từ năm 1973 cho đến năm 1975 thì hồ chính viên là 167.000 người ra đầu thú. Thì cô thử hỏi trong một cuộc hành quân đó mình sát hại địch bao nhiêu, mình tốn kém bao nhiêu súng, bao nhiêu đạn, mình phải có bao nhiêu người lính để mà sát hại được một thằng cộng sản. Trong khi đó nhờ chính sách chiêu hồi, nó đầu hồ chính viên là 167.000 thì với 167.000 đó là hơn 10 sư đoàn thì tiết kiệm biết bao nhiêu là xương máu. Do đó tôi thấy cái chương trình chiêu hồi rất là hay. Nhưng mà sau này thì cái chuyện xảy ra, cho nên có thời gian khi tôi ở tù về, rồi khi mà tôi về Việt Nam tôi thăm bà già tôi trước khi bà qua đời, thì có lần tôi đi đám dỗ, cái lần đó có mấy thằng cán bộ của Việt Cộng nó ở đó, cái rồi nó nói cái đạo đức với tôi, nó nói là vấn đề anh thời gian về đây ở cơ thảo ở địa phương có cái gì không buồn, không có vui cho anh thì anh em ở đây địa phương có làm gì chứ, anh Phật lòng thì anh nói ra nghe. Nói hoài tôi nói thôi anh ơi, cái chuyện xưa rồi bỏ đi cái nọ. Cái tôi mới nói hoài, hỏi nói gì hoài, tôi thấy đạo đức giả tôi bực quá, và lúc đó tôi cũng có rượu rồi. Tôi nói thiệt với anh, mấy anh chơi không có đẹp với tôi. Ngày xưa khi tôi bắt anh ngoài chiến trường, mấy anh đang mới bắn tôi đó, lính tôi anh em tôi chết rồi đó. Nhưng mà khi á mà mấy anh nói là chiêu hồi, tôi vẫn đưa cho các anh chiêu hồi. Mà khi mấy anh chiêu hồi rồi tôi cho các anh ăn uống đàng hoàng đầy đủ. Rồi chính phủ của tôi huấn luyện nghề nghiệp cho các anh, tạo cơ hội cho các anh hòa nhập với cái xã hội. Còn khi mà đến 30 tháng 4 chúng tôi đã buông xuống rồi, các anh bắt chúng tôi phải vô tù ở dài dài, vô trong ăn khoai mì lát với nước muối không, thân tàn ma dại, người nào người nấy coi như xúc được mấy chục ký, chưa kể đến cái chuyện mà đau ốm bệnh hoạn không có thuốc men, tinh thần nữa, mất cái tinh thần tù nữa, rồi xa cái cha cho con cho vợ chồng, chưa kể cái chuyện ở nhà các anh lấy vợ chúng tôi im hết. Và tôi đồng thời tôi nói là vấn đề không, cái đó không, cái chuyện đó
không phải là cái chuyện riêng tư của các anh, không phải là cái mà do các anh, cá nhân các anh mà tạo ra, mà chính người đó là ông Đỗ Mười. Ông Đỗ Mười lúc đó là trưởng cái ủy ban mà vấn đề mà cải tạo công thương nghiệp. Ông nói câu này: khi chiếm được miền Nam thì chúng ta có quyền tịch thu tài sản hãng xưởng của chúng. Chúng ta có quyền ở nhà của chúng, là vợ của chúng ta lấy, con chúng ta, của chúng ta sai, còn chúng thì chúng ta đưa ra những cái vùng kinh tế mới, khỉ ho còi gái để chết lần cái hồi. Thì với một cái người mà phó thủ tướng, mà chủ tịch cái ủy ban mà cải tạo công nghiệp miền Nam, mà ông nói như thế, tức là cái hành động đó có phải là hành động mà để suối những người cán bộ của mình làm những cái chuyện ăn cướp hay không? Thì đối với tôi thì cái nếu mà nói người cộng sản vừa qua mà nếu ăn cướp, nó ăn cướp không, đối với tôi chưa đủ. Cái người ăn cướp á, nó ăn cướp của cái người khách một lần hoặc hai lần rồi thôi, nó không có đến ấy nữa. Còn đối với người cộng sản á, khi mà chiếm được miền Nam rồi á, chẳng những ăn cướp nhiều lần, đổi tiền đủ thứ chuyện hết, đồng thời còn bắt miền Nam, nhân dân miền Nam phải làm nô lệ cho họ nữa. Chính bây giờ là mình cũng đang phải phục vụ cho người cộng sản. Vì lý do là họ bắt thân nhân của mình làm con tin, vẫn con bà con thân nhân của mình phải khổ sở này kia nọ đó khác bệnh. Mình ở bên này làm sao mà mình chịu nổi khi mà nghe con cháu mình ở bên Việt Nam bệnh phải gửi tiền về thôi. Rồi nó còn bắt nhân dân, đưa nhân dân mình thanh niên này kia nọ vào cái thế kẹt, rồi cuối cùng rồi phải đi lao nô ở các nước ngoài, còn cái gái thì đi làm điếm có chồng xa. Nó nhiều cái tệ trạng lắm xảy ra lắm anh. Dạ. Thưa anh, như anh hứa anh đọc bài thơ thì nãy giờ tụi em đợi anh nữa. Dạ. Trong lúc anh ở tù đó có sáng tác bài thơ nào đó? Đây, rồi cái bài thơ mà nãy giờ tôi muốn nói là vấn đề cái sự thay đổi của người là khi vô tù rồi á, thì làm 8 tiếng đồng hồ mà ăn uống cực khổ này kia nọ, khi tắm ít khi nào mà cầm kiếm coi. Rồi có một lần đó ngày Tết, rồi cái tắm rửa sạch sẽ rồi kia nó cũng nghỉ được ngày đó, thì mình lấy kiếm coi kia nọ, dòm vô mình thấy tóc bạc hết trơn. Thì đó tôi có làm cái bài thơ là 40 tóc bạc tự trào. Tóc bạc rồi sao, tóc bạc sao, 40 tuổi chẳng tóc phai màu, tinh anh phát tiết là như thế, núi có vờn mây núi mới cao. Tóc bạc rồi ư, tóc bạc ư, 40 tuổi chẳng mới nên người, ngày qua tâm sự cùng Tô Vũ, đêm đến hàng nguyên với Tử Tư. Tóc bạc rồi đây, tóc bạc đây, riêng ai soi gương bóng thấy hình ai, bấm tay mới biết ta là đấy, già quá đi rồi đâu có hay. Thì cái tâm trạng của chúng tôi là khi mà, tuy là chúng tôi là người đàn ông thì về sắc đẹp không có quan trọng lắm, nhưng mà khi nhìn thấy trong mình trong gương rồi thấy con người mình hoàn toàn khác, gần sắp rồi. Soi gương thấy bóng người trong đó, người phải là ta, ta phải người. Một người thấy hình mình trong đó mà mình thấy lạ quá so với những cái người mà xưa. Thì cô thấy rằng đề tuy là chúng tôi không có quan trọng gì là nhan sắc, nhưng mà thấy cũng sót lắm. Kiến ở đâu coi anh? Có cho mình coi kiến hả? Thì trong trọng cũng có người cũng có đem cái kiến nhỏ nhỏ theo ấy. Cho đem hả? Dạ, cho đem. Dạ thưa anh, cảm ơn anh cái bài thơ rất là ý nghĩa và hay. Có anh Hiệp Trương tin nhắn vô trong tiếng hát Hậu Phương đây. Chúng em chào anh Hiệp Trương. Gửi lời thăm hai cô ca sĩ Trang Thanh Lan, Phương Quế. Gửi thăm niên trưởng xíu. Có ý kiến niên trưởng là Việt Nam Cộng Hòa không có thua trận, mà chỉ vì thế cờ quốc tế nên mình phải chịu mất nước. Bây giờ ở Việt Nam thì nhiều người rất thích chế độ của Việt Nam Cộng Hòa,
gửi lời thăm đến Nghĩa Sửa và chúc Đại Hồng Việt luôn thăng tiến để phục vụ đồng hương tị nạn cộng sản. Có lời nhắn niên trưởng là tiểu đoàn 42 biệt động quân là một tiểu đoàn thiện chiến của biệt động quân Việt Nam Cộng Hòa. Cảm ơn anh Hiệp Trương. Anh Hiệp Trương ở San Jose. Xin cảm ơn anh Hiệp Trương. Vâng, sau đây là tin nhắn của anh Phương Lục ở Arizona. Tôi gọi vô cho hai cô ca sĩ Trang Thanh Lan, Phương Quế biết là tôi luôn theo dõi chương trình. Chào anh Phương Lục. Có nhiều tuần không gọi vô nhưng tôi vẫn có coi. Chúc hai cô luôn có nhiều sức khỏe để chương trình Tiếng Hát Hậu Phương luôn được tiếp tục. Cảm ơn anh Phương Lục. Em thấy anh Phương Lục không có gọi thì người lính già Tennessee cũng phải gọi để tặng nhạc cho anh Phương Lục mà hai anh rất là thâm tình. Cũng cảm ơn các quý vị khán thính giả, các anh đã theo dõi chương trình và những cái cuộc gọi, cuộc nhắn tin của quý vị, của các anh các chị gọi vào thì đó là một cái mà khích lệ rất là lớn cho chương trình Tiếng Hát Hậu Phương. Thì mong rằng quý vị cứ tiếp tục gọi vào để nhắn tin, để yêu cầu nhạc hoặc để có những câu hỏi gì thắc mắc với những vị khách mời. Vâng, sau đây là tin nhắn của chị Bạch Mai từ Florida. Hôm nay chương trình Tiếng Hát Hậu Phương có anh khách mời kể chuyện đời lính thật là hay. Chào chị Bạch Mai. Có lời khen lúc nào hai cô ca sĩ cũng có áo dài đẹp. Bắt đầu mặc là áo cũ rồi chị Mai ơi. Yêu gọi cho chị yêu cầu hai ca sĩ hát bài Ngày Sau Sẽ Ra Sao của nhạc sĩ Thanh Tùng. Cảm ơn đài rất nhiều. Cái bài đó em có chép ra rồi đó chị Mai ơi, để dịp khác em hát. Hôm nay là chúng ta có một cái tin buồn là nhạc sĩ Song Ngọc vừa qua đời. Chúng em xin thông báo luôn, được tin ông Phêrô Nguyễn Thương Ngọc, từ nhạc sĩ Song Ngọc, tác giả của nhiều bài hát rất là hay. Ví dụ như Một Chuyến Bay Đêm, Thiệp Hồng Với Tên Em, Xin Gọi Nhau Là Cứu Nhân, Chúng Mình Một Đứa rất là nhiều. Nói về nhạc Song Ngọc thì rất là nhiều. 300 bài thưa quý vị. Cựu sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa, tốt nghiệp khóa 14, sĩ quan từ bị Thủ Đức. Sinh ngày 27 tháng 12 1943 tại Long Xuyên, Việt Nam. Đã được Chúa gọi về lúc 8 giờ 30 ngày 14 tây tháng 10 năm 2018 tại Houston, Texas, USA, hưởng thọ 75 tuổi. Tiếng Hát Hậu Phương, Phương Quế, Trang Thanh Lan, nhà thơ Trạch Gầm và Yên Ly cùng tất cả anh chị em nhân viên Đài Hùng Việt, Leader Sài Gòn Radio xin thành kính phân ưu cùng gia quyến nguyện cầu linh hồn nhạc sĩ Song Ngọc sớm về hưởng nhan Thánh Chúa. Linh cữu được hoàn tại Bradshaw Carter Funeral Home, 1734 West Alabama Street, Houston, Texas 77098, điện thoại 713-521-0066. Thăm viếng thứ năm ngày 18 tháng 10 2018 từ 4 giờ chiều đến 8 giờ tối. Thứ sáu 19 tháng 10 2018 từ 4 giờ đến 8 giờ tối. Thứ bảy 20 tháng 10 2018 lễ hỏa táng chỉ dành riêng cho gia đình. Cầu chúc linh hồn của anh Song Ngọc sớm về hưởng nhan Thánh Chúa. Đối với Phương Ngọc, anh Song Ngọc thì Phương Quế có rất nhiều kỷ niệm với anh. Và khi mà ngày hôm kia nghe tin anh mất thì Phương Quế rất là buồn, rất là bàng hoàng. Và trong cái tuần tới này thì Phương Quế, Trang Thanh Lan cũng có hát bên Houston. Thì chắc là anh cũng, linh hồn anh cũng xui khiến cho anh chị em nghệ sĩ vào cuối tuần này có thể đến viếng được anh. Và cũng như anh Giang Tử mất thì cũng là nhân duyên. Cái ngày anh Giang Tử mất thì các anh chị em nghệ sĩ một số cũng hát bên Houston và cũng đến viếng anh Giang Tử được lần cuối. Thì Phương Quế cũng và một số anh chị em nghệ sĩ cũng sẽ đến Houston vào cuối tuần này rồi thăm viếng anh lần cuối. Cũng nguyện cầu cho hương hồn anh sớm được về hưởng nhan Thánh Chúa. Và trong những cái bài hát của anh thì rất nhiều bài hát hay, nhưng mà hôm nay thì Trang Thanh Lan chọn bài nào để chúng ta cùng tưởng nhớ? Thì hai đứa đã bàn với nhau là hôm nay hát nhà anh Song Ngọc, cho nên những bài hát mà các anh chị yêu cầu hôm nay là chúng em xin gác lại khất nợ. Và bài hát em muốn hát tặng quý khán giả cũng như là tưởng nhớ đến anh Song Ngọc, bài hát của anh viết mà lúc ở Việt Nam anh đã dạy Trang Thanh Lan hát, đó là bài Thiệp Hồng anh viết tên em. Son
tình nhuốm chưa thành tên, đôi ta đều biết rằng tình yêu như hình với bóng, tình yêu như tờ giấy trắng, như nước êm xuôi giữa dòng. Thì hôm nay người đi, nụ hoa yêu vừa hé, thì xin giữ ân tình mình em nhé, sống cho kỷ niệm quá khứ tuy úa màu, tương lai mình gần. Thay bằng tiếng súng, nửa trắng nghiêng vầng trách bóng như xe hoang vu rừng. Đời chính nhân mộng mơ, bài thơ chưa đoạn cuối, ngày mai chép thêm vần vào. Song Ngọc viết nhiều nhạc rất là hay, cũng như là cái bài đầu tiên Thịnh Song Ngọc viết bài Đàn Bà. Thì khi mà Phương Hồng Quế ở bên Việt Nam qua, thì anh Song Ngọc có qua Cali thăm, thì Phương Hồng Quế nghe cái bài Đàn Bà em với Phương hát, thấy có oán trách Đàn Bà không à? Thì Phương Hồng Quế cũng nói là anh như vậy là không có phe, anh phải sáng tác cái bài để dành cho những người đàn bà hát về người đàn ông. Thì rất là nhanh, khi mà anh về trong vòng 2 ngày sau thì anh sáng tác cái bài Đàn Ông liền. Và anh điện thoại của anh đờn, anh hát qua điện thoại cho Phương Quế nghe. Và cái CD đầu tiên mà Phương Quế thâu trung tâm phát hành là cái bài chủ đề là Đàn Ông. Và cái bài hát đó đó, phải nói rằng lúc đó đó, nghĩa cái con số bán, phải nói người ta bán 10.000 là nhiều rồi, mà Phương Quế bán mấy chục ngàn bản quyền luôn. Tức là vừa hồi đó cassette chứ không có CD như bây giờ. Hồi lúc mà 91-92 Phương Quế mới qua đó, thì phải nói rằng là anh Song Ngọc sáng tác rất là nhanh, mà theo yêu cầu Phương Quế thích bài nào anh sáng tác bài đó cho em là anh làm ngay. Nhưng mà thích nhất là cái tánh anh Song Ngọc. Dạ. Cái tánh ảnh rất là dễ thương, mà ảnh rất là thẳng tánh. Dạ, khi mà năm đó, năm chị mới đi hát thôi, Trang Thanh Lan mới đi hát khoảng chừng 16-17 tuổi gì đó, thì anh Song Ngọc có một cái chương trình gọi là hát đầu trên đầu giường, văn nghệ đầu giường, để các em hậu phương lên hát ngay Tổng Diện Cộng Hòa để yểm trợ các anh lính mà bị thương về, để an ủi tinh thần của các anh. Thì hôm đó thì anh Song Ngọc là thường thường hay lên chở Trang Thanh Lan, tại vì không biết lái xe mà đi xa như vậy không dám, cho nên anh Song Ngọc tới mới vừa ngừng xe, cái nhớ cái Vespa màu xanh của anh, hay cái thùng với sao bự, anh đứng trước cửa, bác nói con Liễu, con nói con Lan con tới rồi nha bác. Thì ở trong này thì Trang Thanh Lan đã nghe tiếng anh rồi, có nghĩa là cái tiếng trước cái người luôn. Anh là người nói năng rất là tự nhiên mà rất là dễ thương, mà coi như là miệng cứng lòng mềm đó. Dạ, yeah. Dạ vâng, một đôi phút để nhắc đến một người anh văn nghệ của tất cả anh chị em nghệ sĩ chúng tôi, hầu hết đều thương quý anh. Vâng, anh cũng là một cựu quân nhân,
cấp bậc cuối cùng của anh là đại úy. Và nếu nói về anh thì Phương Quế có rất nhiều kỷ niệm, sẽ có một ngày nào đó đặc biệt nói về anh Song Ngọc và hát nhạc Song Ngọc. Không thôi đặc biệt, không thôi. Thì chương trình chúng tôi xin phép quý vị cho chúng tôi tạm ngưng chương trình trong giây lát để mời quý vị xem một số thông tin thương mại của đài, chúng tôi sẽ trở lại. Anh vui xa trường cho lòng em nhớ thương, cho em cả bài tiếng hát hậu phương. Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn ảnh của Hồng Việt TV. Kính thưa quý vị, chương trình tiếng hát hậu phương được đặc biệt bảo trợ bởi công ty điện tử Teletron. Teletron có rất nhiều chi nhánh trên khắp các tiểu bang Hoa Kỳ, một nơi chuyên bán những vật dụng điện tử như TV, tủ lạnh, máy giặt, máy sấy, bàn ghế, tủ giường, nệm đều được làm tại Italy. Đặc biệt nhất vẫn là chiếc ghế massage vật lý trị liệu hiệu Inada, được làm chính gốc tại Nhật Bản. Thời gian vừa qua, quý vị đồng hương sử dụng và rất yêu thích. Quý vị có nhu cầu mua sắm xin vào thăm trang nhà teletronusa.com. Quý vị có thể gọi điện thoại trực tiếp vào để mua sắm qua số 1877-892-6999. Vâng, sắp tới đây thì Teletron có chương trình để kỷ niệm đệ ngũ chu niên. Chi nhánh Teletron Dallas Forward sẽ có tổ chức 12 tiếng đồng hồ ca nhạc hoàn toàn miễn phí trong 2 ngày thứ Bảy ngày 3 tháng 11 từ 4 giờ chiều đến 10 giờ tối và Chủ nhật ngày 4 tháng 11 từ 3 giờ đến 9 giờ tối, với sự góp mặt của nhiều ca nghệ sĩ nổi tiếng như Thanh Lan, Anh Khoa, Ngọc Minh, Phương Hồng Quế, Trường Vũ, Lam Anh, Đặng Thế Luân, Thiên Kim, Tâm Đoan, Mai Thanh Sơn, Thanh Trúc, Đăng Vũ, Đỗ Tiên Dung, Danh Hài Chí Tài Hồng Đào, Ban Nhạc Chí Thiện Brothers, Âm Thanh Ánh Sáng Sài Gòn Superstar Entertainment đảm trách. Từ thứ 6 2 tháng 11 đến thứ 2 5 tháng 11, 100 khách hàng đầu tiên dù không mua hàng cũng được tặng quà miễn phí. Ngay từ hôm nay các sản phẩm đều được bớt đến 80%. Kính mời quý đồng hương cùng đến tham dự đệ ngũ chu niên chi nhánh Dallas Forward. Mọi chi tiết xin liên lạc 972-660-8999, 972-660-8999. Thư mời. Kính thưa quý đồng hương và thân hữu, được sự đồng ý của nhà thơ Trạch Gầm và nhạc sĩ Nguyễn Hữu Tân, gia đình Hậu Nghĩa vừa phát hành trong giới hạn một bộ CD gồm 24 bài thơ phổ nhạc của anh Trạch Gầm nhằm phổ biến và bảo tồn văn hóa Việt Nam Cộng Hòa trong chủ đề thơ và nhạc. Bộ CD gồm 2 dĩa Gót Giày Chinh Chiến và Đêm Qua Ta Mơ sẽ được giới thiệu và ra mắt cùng quý vị vào lúc 11 giờ ngày thứ Bảy 3 tây tháng 11 năm 2018 tại Thư viện Việt Nam, địa chỉ 10872 Westminster Boulevard, suite 214 và 215 Garden Road, California 92843, gốc Westminster và Euclid. Bộ CD này không có giá bán, mọi sự ủng hộ đều thuộc vào tấm lòng hảo tâm của quý vị. Số tiền được thu sẽ dành riêng cho quỹ yểm trợ quả phụ và thương binh Việt Nam Cộng Hòa thuộc tiểu khu Hậu Nghĩa. Phần văn nghệ do chính nhạc sĩ Nguyễn Hữu Tân và người lính làm thơ Trạch Gầm phụ trách. Rất mong sự hiện diện của quý vị cùng các bạn. Điện thoại liên lạc Đỗ Bảy 949-331-8492, Nguyễn Lộc 714-8487-3758, Trạch Gầm 714-224-8406. Dạ vâng, chương trình cũng được bảo trợ bởi công ty dược thảo Cảnh Thiên, một thương hiệu có uy tín về dược thảo đông y. Đông y sĩ Cảnh Thiên với kinh nghiệm trên 50 năm xem mạch rất hay thuốc thang đúng bệnh. Chúng tôi có nhiều loại thuốc như viêm loét, dạ dày, chậm tiêu hóa, đau lưng, thần kinh tọa, đau vai cổ, tiểu đêm, tiểu nhiều lần, ngăn ngừa ung bướu, bột dinh dưỡng dành cho người già và trẻ em, kém ăn, yếu sức, thuốc bổ đông trùng hạ thảo chính gốc từ Tây Tạng. Có trên 140 mặt hàng dược thảo đặc chế rất công hiệu. Hiện nay có promotion mua 5 tặng 1 free shipping. Muốn mua dược thảo 100% organic của công ty dược thảo Cảnh Thiên, xin liên lạc 855-775-1069 hoặc 714-775-1069. Mở cửa 7 ngày từ 9 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều tại địa chỉ 14441 Brockhurst Street, suite số 8, thành phố Garden Grove. Đây là nơi làm việc duy nhất của đông y sĩ Cảnh Thiên, không có chi nhánh nào khác. Xin đồng hương lưu ý để tránh lầm thầy, lầm thuốc. Dạ vâng, chương trình của chúng tôi được trở lại hôm nay với vị khách mời là anh Đặng Văn Xíu, đại úy biệt động quân. Thì chúng em xin trở lại với anh. Hồi nãy là chúng ta đang nói, anh vừa đọc cái bài thơ ở trong tù của anh. Thì anh có thể tiếp tục
chia sẻ những cái chuyện ở trong tù của anh cho thế hệ trẻ sau này nghe hiểu biết thêm, thưa anh? Đối với chúng tôi là những người đi tù cải tạo thì nhìn lại thì quá kinh khủng. Là vì lý do là chúng tôi không nghĩ là chúng tôi sẽ được sống đến ngày hôm nay. Bởi vì quý vị thấy là vấn đề con người ta không thể ăn trường kỳ bằng khoai mì lát và dưới nước muối được. Mỗi ngày ít nhất là phải trên 1.800 calorie mới có thể sinh sống được. Mà chúng tôi ăn khoai mì lát mà không phải là khoai mì lát mà phơi khô mà của mình đang làm rồi là ăn được, ăn liền. Mà nó lấy ra những cái khoai mì lát mà đã trong kho từ các năm trước, ăn trước. Rồi cái mà chúng tôi mới làm đó thì nó để lại, nó dành. Mà những cái khoai mì lát mà của những năm trước đó bị mối, bị mọt, bị cứt chuột, cứ tùm lum tùm lê. Thành ra một phát cho được một bữa ăn, một chén nhỏ, một chén mà khoai mì lát thì mình gạt bỏ ra những cái sâu xia này kia nọ còn không bao nhiêu. Ăn với nước muối. Nước muối thì lúc đó thì để nguyên nước muối pha, lúc đó thì lấy cơm cháy đó. Cơm cháy của tụi nó ăn đó, nó pha vô cho nó màu vàng vàng cho mình ăn. Thì như thế mà chúng tôi có thể sống được. Tức là đối với những người mà gia đình có tiền thì họ có thể thăm nuôi một tháng, hai tháng, thăm nuôi một lần. Còn những người mà ở xa, ví dụ tôi lúc tôi ở trại Xuân Lộc, Z30A, thì gia đình tôi ở Lấp Giò. Từ Lấp Giò mà đi đến Xuân Lộc nó qua mấy chặng đường, có thể nói là rất là vất vả. Có thăm nuôi, đi nuôi nữa thì mang đồ ăn đâu bao nhiêu, nặng nề nó không mang bao nhiêu. Cho nên coi như tụi tôi đói, những người mà không có ít thăm nuôi, đói trường kỳ, đói trường kỳ. Tại tù nào anh? Tại tù Z30A. Mà đa số các trại tù khác đều là phải vậy hết. Nhưng mà là ở đâu anh? Z30A ở Long Khánh. Ở Long Khánh. Anh có bị đi ra Bắc không anh? Không, tôi không bị anh đi ở trong Nam không? Ở trong Nam không. 7 năm hả anh? Gần 7 năm. Trong những lúc anh đi tù như vậy thì ai là người thăm nuôi anh, thưa anh? Thì mấy năm đầu thì bà vợ lớn đó, bà đi thăm. Sau đó rồi cái bà gọi là dứt sữa tức là cúp, không đi nữa. Rồi bà vô bà hỏi tôi đi vượt biên. Thì tôi nói nếu mà bà có hoàn cảnh nào cho phép thì được, có điều kiện thì bà nên đi, bà dẫn mấy đứa con đi. Và còn tôi là lúc đó là nghĩ là chết trong tù rồi. Yeah. Không còn hy vọng gì nữa cả. Thì bà đi kỳ đó đi chung với mấy bà nữa. Cũng vô hỏi chồng nặng mà dẫn vượt biên. Thì mấy ông kia thì lại khóc, vợ nói vậy thì khóc, còn tôi thì tôi không khóc mà lại là tôi khuyến khích bà đi. Và tôi đã nói một câu nữa là nếu mà em được qua Mỹ, em phải lo cho mấy con học cho nên người, và nhớ là phải trả thù cái bà nó. Anh được mấy cháu với chị? Ba đứa. Dạ. Đó. Rồi bà về bà khóc với bà già tôi, bà nói ổng không còn thương tôi nữa rồi. Người ta vô hỏi chồng vượt biên thì vợ người ta mới ông khóc, còn ổng thì ổng không khóc mà còn khuyên tôi lại đi vượt biên đây có chồng được khác nữa. Chắc tại anh không khóc thì ra chỉ sang ngang. Mà mình thì mình nghĩ đó là sự hy sinh của mình. Dạ. Nếu mà ở lại gian díu thì chết chùm. Chết chùm thôi. Dạ. Thứ hai nữa con mình đâu còn tương lai nữa. Còn đâu tương lai nữa. Cái sự hy sinh của mình thì bả là hiểu lầm mình. Đối với vợ cái chuyện hy sinh là cái chuyện thường đối với chúng tôi. Yeah. Ngày xưa đi hành quân ngang có đôi khi trong cái nơi mà giao tranh có nhiều khi là chúng tôi lăn xả vào những cái chỗ ấy đó. Kéo giật ra những người dân mà tôi khác không bà con cũng thuộc mà tôi còn làm gì được, huống gì vợ con mà không thể hy sinh được. Nhưng mà bà lại hiểu lầm là tôi là không còn thương bà nữa, cho nên bà về bà khóc lóc bà mới dựng biên. Là gian dở xong là coi như là gian dở luôn. Thứ hai nữa là sau đó rồi bà già tôi mới là tiếp tục, mới là thỉnh thoảng mới là cho con cháu nó thăm nuôi, nó mang đồ tôi cũng cầm hơi vậy thôi chứ không có được như người ta. Mà mấy trại tù anh đi qua tất cả anh? Tôi qua ở cũng ba trại tù. Tù ở Trần Quốc Toản ở Cao Lãnh. Rồi đến trại tù ở Dừng Đào đó cái lại. Sau rồi nó đưa tôi lên Z30A. Là Long Khánh là đi Long về Khánh. Sau đó về luôn. Dạ. Khi sau kia ở tù ra 7 năm, ở trong tù anh đặt những bài thơ, nhiều bài thơ lắm phải không anh?
Tôi nói đó, tôi làm bài đó. Nhiều bài lắm, tại vì làm thơ để mà nó giải tỏa những ảnh ức của mình. Nhiều khi mình chửi này người này nói tức mình chửi được, ví dụ vậy. Mà cái khổ của cái làm thơ ban đầu tôi khổ lắm, tại vì hồi trước ở đây thì tôi mình năm trước đây mình học thì năm đệ tam đệ tứ gì mình đã học những cái thơ đường thế này nọ rồi, cách làm thì mình biết hết, nhưng mà hồi đó đâu ai đi làm thơ đường, nhưng mà vô tù nếu làm thơ đường thì khó nhớ, cho nên tôi thấy tôi nói nãy đó. Cái động lực của tôi là tôi nghe được cái bài thơ của Hồ Chí Minh tôi mắc cười quá. Vô từ cho nên từ đó tôi nổi ngó nghề của tôi ra tôi mới bắt đầu tôi làm thơ không được. Nhờ thơ hay mặn mòi là tay ăn muối đó. Muối. Thơ đường ta làm thơ đường mình làm thơ muối. Mình làm thơ muối ở tù ăn muối quá thành ra cái bài thơ nó mặn mòi. Thì ra cái làm khổ lặng cái mình hay. Không dám viết ra. Mình làm trong óc rồi mình sửa trong óc. Đó. Nhưng mà cái thơ đường nó giờ cái nó có vần, có điệu, có luật của nó. Cho nên mình dễ nhớ hơn. Bởi vì tôi phục Nguyễn Chí Thiện ở chỗ là ông làm thơ tự do mà ông làm được mấy bao nhiêu bài những đó là tôi phục ông ghê lắm. Hay chứ, Nguyễn Chí Thiện hay chứ. Chứ tôi thì tôi phải làm thơ đường để mà nó dễ nhớ. Mà những bài thơ đôi khi nó là cũng là một cái phao để cho mình ấy trong những lúc mình tuyệt vọng đó. Cái vấn đề lắm. Ví dụ như những lúc mà mình đau khổ hay hoặc là bạn bè mình đau khổ đó, nhiều khi mình khuyên họ. Ví dụ như vợ bị có nhiều người tù ở trong tù bị vợ bỏ cái nó hay nó cũng buồn nó khổ vậy. Anh có làm thơ tình không anh? Có đó đi đây ông sắp có thể như, làm một bài thơ tình. Ví dụ như mà bạn bè tôi ví dụ đó thì đối tôi á vợ đá nhưng mà tôi không hay, gia đình dốt tiền đó mà không biết không biết, nhưng mà bạn bè tôi á thì biết, có nhiều khi nó lợi nó tâm sự mình á. Thành ra cái nhiều khi mình khuyến khích người ta bằng mấy câu thơ ví dụ vậy, đời là thế, cuộc đời là như thế, cõi trần gian nào phải chốn thiên đàng, đừng than trách mưa nguồn hay chớp biển, cũng chớ buồn bèo hợp để mà tan, bèo hợp rồi cũng tan thôi. Thật ra cái vợ có đá hay nữa thì cũng vui vẻ lên, đời nó vậy thôi, đây đâu phải thiên đàng đâu. Đây là trần gian mà đây ở trong tù tức là địa ngục nữa, trần tên của địa ngục, nói theo kiểu ngôn nhà văn nghe thì trần tên của địa ngục, còn cái gì nữa mà than mà trách, phải chấp nhận. Phải chấp nhận để sống. Bài thơ tình anh, bài đó bài thơ tình của anh đó hả? Bài thơ tình đó, bài thơ tình cuối cùng của tôi đó. Là cái bài thơ gặp vợ lần cuối. Là chị bây giờ hả? Chợ cái bà lớn đó chứ. Gặp vợ lần cuối. Gặp vợ lần cuối. Mời anh đọc. Là bà vợ tôi khi sau khi mà bà gặp tôi rồi, tôi thấy cái tình hình là bà, tôi biết là bà có chồng khác rồi. Sau đó bà đến tìm tôi nữa. Thành ra tôi mới nói thay vì tôi nói chuyện với bà, tôi không muốn gặp bà. Cái tôi mới hứng cái tôi làm luôn bài thơ rất là nhanh. Gặp vợ lần cuối. Rồi cái tôi nhờ đứa bé đưa cho bà. Chẳng có gì cần nói nữa đâu, ngoài câu ngắn gọn phải xa nhau, nhiều lời cho lắm càng quan trái, lắm lẽ làm gì thêm khổ đau. Đã bảo khi yêu nhìn một hướng, bây giờ sao lại ngoảnh phương nào. Đồng sàng dĩ mộng là quan trái, thôi nhé từ đây muôn kiếp sau. Tôi chẳng những tôi không muốn gặp bả, gặp nhau trong kiếp này, mà muôn kiếp sau tôi không muốn nhìn bả. Tôi muốn gặp bả nhiều kiếp quá vậy. Cái câu mà những đề đồng sàng dĩ mộng là quan trái đó. Yêu nhau nhìn một hướng là tôi nhớ lại là tôi lấy ý của cái nhà văn mà của Pháp đó, Saint-Exupéry đó, yêu nhau là cùng nhìn về một hướng. Thì ngày xưa tôi là một sĩ quan vũ lực Nam Hòa, bả là một công chức của chế độ, thành ra nhìn cùng một hướng. Bây giờ bả lại ưng một cái thằng cộng sản thì tức là khác hướng rồi. Thì ra tôi mới có câu là đề đã bảo khi yêu nhìn hướng, bây giờ sao lại ngoảnh phương nào. Đã ngoảnh phương nào rồi thì làm sao mà có thể hợp nhau được. Thôi nhẹ từ đây muôn kiếp sau, muôn kiếp sau. Thành ra thôi một kiếp cái bài thơ tình, nếu nó là bài thơ tình đối tôi đó thì chỉ đến đó thôi. Còn ngoài ra từ đó là sao là tôi làm thơ về chính trị về này nọ thôi. Rồi anh có thể kể chuyện cái bước thứ hai của anh cho chúng em nghe không thưa anh? Tức là ở tù ra, anh ở tù ra thì anh đi làm bằng nghề gì? Anh đi làm gì để tù kia tù ra rồi đó. Của anh đó thưa anh. Có người đạp xích lô, sinh sống bằng nghề gì? Ngày xưa đó
thì người ta nói là vấn đề ở tù là tù trong, mà khi về là tù ngoài, bởi vì khi về là nó quản chế. Đúng rồi. Thành ra quản chế rồi thì coi như đi đâu cũng phải báo cáo, mình chỉ ở lẩn quẩn ở trong cái xã cái ấp đó thôi, không đi đâu hết. Mà về thì không còn đi lao động như ở trong tù mà mỗi ngày 8 tiếng, nhưng mà tất cả những công tác rồi thì mình là ưu tiên một, thì mình cũng đi lao động này nói. Còn cái nghề mà để sinh sống thì nó đâu còn cái gì nữa đâu, nó tôi chỉ nhận được đất của ông già tôi để lại gần cả 100 công, lấy hết rồi nó chừa tôi được 5 công, nó bắt tôi phải làm câu gì luôn ở dưới Sa Đéc hả anh, ở dưới lớp giò, lớp giò. Mà trong khi đó thì mấy người đàn em của tôi này kia nói, những bạn bè kia nói, nó ở Cần Thơ, ở Sài Gòn này kia nọ, nhiều khi nó hay tôi vậy thì nó nhắn tôi rằng đi lên ở nó giúp. Ừ. Ví dụ mới làm mấy coi giùm, coi sóc mấy cơ sở của tụi nó này kia, nó làm ăn đó. Nhưng mà ở dưới này nó không xả chế làm sao. Ừ. Đưa ra mà cho nhân dân mà biểu quyết thì ba dân lúc nào nó cũng ok cho mình xả chế, nhưng mà nó không cho. Không cho đến độ mà khi mà tôi đi HO đó là cái Bộ Nội vụ nó nói đến giờ phút cuối tôi cũng không có giấy chứng minh nhân dân. Nó hỏi tôi sao vậy, tôi nói tôi không được xả chế. Nói sao vậy anh chống chính quyền hay sao mà không được sơ chế? Tôi nói là tại vì đưa ra tôi không biết làm sao mà dân thì đồng ý mà chính quyền thì lại không. Coi như là sau khi đi tù cộng sản ra thì anh đi làm ruộng. Làm ruộng. Mà làm ruộng cũng không được luôn. Làm ruộng thì cũng không cho làm luôn. Cũng cho 5 công đất, chỉ là 5 công đất sống thôi. Cho 5 công. 5 công đất. 5 công là nhiêu anh? Là bao nhiêu? Một công là bao nhiêu mét hecta vậy anh? Công là một 100 thước. Là 500 thước. Coi như nó bị thuế này kia nọ là mình không còn gì hết. Không còn gì để không ăn. Còn để ăn. Mình cày cho nó ăn luôn. Rồi anh đi qua Mỹ năm nào thì anh? Tôi Mỹ tháng 12 năm 94. Ừ. Sao xong. Rồi anh định cư tại Cali này luôn đó hả? Dạ, ở đây luôn. Rồi khi nào em mới bước thứ hai thưa anh? Nãy em thắc mắc. Bước thứ hai là lúc đó mình đi học á. Lúc đó đi học. Anh qua đây là anh năm lên bao nhiêu tuổi thưa anh? Anh qua đây là anh bao nhiêu tuổi rồi? 40 mấy tuổi rồi. Mà anh vẫn đi học được hả? Anh học lại. Thì đi học mấy tuổi còn trẻ. Đi học ESL chứ. Không đi làm sao? Rồi anh đi làm. Rồi đi làm. Đi làm. Tôi làm thời gian rất dài ở Robinson Pharma. À. Của ông Tường đấy. Của ông Tường đấy. Robinson Pharma, ngay Harbor, Tupper. Làm rất là nhiều năm ở đó luôn. Yeah. Bây giờ chắc anh retire rồi. Retire rồi. Yeah. Anh có thêm cháu nào nữa không thưa anh? Không có thêm cháu nào. Quế nãy có tập bài Xin Gọi Nhau Là Cố Nhân, Quế hát bài của anh Song Ngọc để tưởng nhớ tới anh đi. Dạ vâng. Kính mời quý vị cùng nghe bài hát của nhạc sĩ Song Ngọc, Xin Gọi Nhau Là Cố Nhân. Bài hát này thì hồi xưa Phương Quế đi hát, anh Ngọc cũng hay thích Phương Quế hát bài này để hát, để kính dâng lên hương hồn của anh nhạc sĩ Song Ngọc, tức là đại úy Nguyễn Thương Ngọc. Dạ vâng. Trở về đây lúc đêm vừa lên, sáng mắt trời mưa phố xưa buồn tây, gót mòn tìm dư hương ngày xưa, bao nhiêu kỷ niệm êm ái, một tình yêu thoát trên tầm tay. Tôi trở về đây với con đường xưa, đâu mong người thương cố nhân về đâu, tiếng buồn chợt đâu đây vọng đưa, công viên lạnh lùng hoang vắng, ngọn đèn tiên đứng im cuối nơi.
em theo bước về nhà anh. Ân tình xưa đã lỡ, thời gian nào bồi xóa, kỷ niệm đầu ai đành lòng quên. Phố buồn đi tôi bước chân lẻ loi, say giữa trời bỗng nghe mặn môi, nói niềm chuyện tâm tư người ơi, xin ghi nhạc lòng thương nhớ, mình gọi nhau cô nhân sao. Nói niềm chuyện tâm tư người ơi, xin ghi nhạc lòng thương nhớ, mình gọi ơi. Ngoài những cái bài như là về lính, như là Một chuyến bay đêm, Chiều thương đô thị, những bài nhạc lính thì bài nhạc tình của Sơn Ngọc cũng nhiều bài nổi tiếng hay lắm. Tình yêu như bóng mây, anh Sơn Ngọc Hà Nội cũng, anh Sơn Ngọc cũng rắn mắt lắm. Mùa nha. Thu khi mà Trang Thanh Lan giới thiệu Thiệp Hồng anh viết tên em đấy. Anh đâu có giết em đâu, anh viết tên em mà Lan, anh đâu có giết em đâu. À, em nhớ cái kỷ niệm hồi nhỏ anh, bây giờ thì không còn nữa. Cái lúc mà anh Song Ngọc mới ra trường đeo loan thiếu úy thì anh làm việc cho bà đại tướng Cao Văn Viên, tức là cái bệnh viện Tổng viện Cộng Hòa, là anh Song Ngọc làm việc ở dưới quyền lúc đó là bà, là ở trong đó thì tiếng gọi thân thư gọi là chị Tư đó, thì chị Tư giao cho anh Song Ngọc cái chương trình văn nghệ này. Mà lúc đó đó thì Phương Quế học nhạc sĩ Nguyễn Đức, nhưng mà anh Nguyễn Đức chưa có cho ra đời để đi hát nhạc tình, nhạc người lớn, chỉ cho hát trong ban thiếu nhi thôi đó. Nhưng mà anh Song Ngọc thì anh cù anh dụ mình đi hát, thì mình ham hát mà. Mỗi lần mà anh Song Ngọc á lén lén anh chở đi vô bệnh viện Cộng Hòa hát thì về là bị ông thầy rầy, trốn bị ông thầy rầy. Mà chính vì phải nói rằng cảm ơn Song Ngọc, chính vì anh Song Ngọc đưa Phương Quế đến từng đầu giường thương bệnh binh, anh cầm guitar thùng anh đờn, cái hình ảnh những người lính làm cho Phương Quế lúc đó rất là xúc động mà nhớ hoài. Những người lính nằm, có người cụt tay, người cụt chân, rồi rên la, rồi có người lại không có đôi mắt nữa mà rất là còn trẻ từ lúc đó lính mà. Rồi có những người vợ đem con ở dưới quê lên thăm chồng, những cái cảnh đó, rồi người vợ khóc lóc, rồi cũng có những cảnh Quế nghe kể là có những người âm thầm bỏ về mà không trở lại thăm người chồng đó nữa. Thì chính những cái hình ảnh, qua những cái hình ảnh người lính đánh trận bị thương trở về như vậy, thì để vào cái tâm lúc mình còn nhỏ, lúc đó có 16 tuổi thôi, cái tâm của mình lúc đó là mình đã hướng về những cái hình ảnh của người lính rất là tội nghiệp này. Và từ đó đó là Phương Quế mới yêu lính và kính trọng những người lính, sự hy sinh những người lính, cho đến giờ phút này mới có những cái chương trình như thế này. Và những cái lúc mà đi tiền đồn để mà đi ra tận cận chiến các cái tiền đồn nữa, không thể nào mà quên được. Nhưng mà phải cảm ơn anh Song Ngọc là người đầu tiên gieo vô cái lúc đó, cái trí óc của mình mười mấy tuổi cũng còn non lắm thưa anh, thưa quý vị, nhưng mà mình đã thấy những hình ảnh nó thực tế ngay trước mặt mình. Có khi tụi em đang hát, em đang hát mà em thấy anh một mắt mà dòm em mà con mắt còn lại nước mắt đầy hết á, thì em đang hát, em ngưng hát thì em khóc quá trời. Anh Ngọc anh mới nói mai mốt á em khóc không cho đi hát nữa. Cái đó là em phải an ủi động viên người ta, người ta có khóc em cũng phải bình thường em chứ, em khóc theo người ta để làm người ta nhục chí. Anh la em vậy đó, rồi mấy lần sau nó thôi em hứa em không khóc, nhưng mà lên lần nào cũng khóc, thấy chịu không nổi luôn. Rồi thôi bây giờ mình trở lại với anh xíu đi. Thưa anh, anh bắt đầu qua Mỹ năm 94
tư, thì anh sinh hoạt bằng cái phương tiện gì khi qua đất Mỹ? Ban đầu không có nghề ngỗng gì, cái nghề bóp cò đâu có chỗ nào bóp, cho nên đi vô tiệm shop mai làm mấy chuyện như ủi này kia nọ. Vô shop mai đa số. Rồi sau đó rồi á thì bạn bè nó mới rủ đi làm security, đi học có khóa security, đi xong rồi rồi mới đi làm. Làm xong rồi chán, rồi có nhiều khi rồi không muốn đi làm nữa, mình không muốn liên quan đến súng đạn nữa. Cái đi vô Robinson làm. Dạ, vô phòng bác sĩ. Em thấy anh lúc trước là anh Trung Đầu Bạc ở bên Dallas á. Dạ. Thì anh giới thiệu anh cho tụi em. Thì cái cơ duyên nào mà anh quen với anh Trung và thân nhau? Anh Trung á là anh là hồi đó sĩ quan trợ y của tiểu đoàn. À, bác sĩ mà quân y không ông hồi ta đó. Ông ta là trợ y của tiểu đoàn. Bởi tiểu đoàn hồi xưa ban đầu thì mỗi tiểu đoàn có một sĩ quan trợ y như là cán sự rồi sau này thì mỗi tiểu đoàn có một bác sĩ, mỗi quân dân đoàn có một bác sĩ nữa. Chứ hồi trước thì lúc tôi còn ở 42 thì lúc đó chỉ có sĩ quan trợ y, thì ông Trung đó là sĩ quan trợ y của tôi. Của đơn vị tôi. Hai anh biết nhau từ lúc đó rồi thì hả? Thì đó ở chung đơn vị mà. Rồi khi nào hai anh mới bắt liên lạc lại được? Là cũng do bạn bè lui tới thì thôi. Rồi trong biết rồi gặp nhau. Cho về được số phone với nhau. Đúng là cái duyên. Thì đối với kêu em Tường thì đối với các binh chủng nhỏ đơn vị tác chiến họ thương nhau lắm. Chắc là nếu mà cô đi dự mấy cái đại hội biên quân kia nổi cho thấy gặp nhau mừng lắm. Dạ. Chính là mình cũng sắp sửa chính hát. Hồi đó tôi đi dẫn bà xã đi ở đại hội biên quân ở San Jose. Thì tôi tới đó thì gặp bạn bè cũ, em út cũ này kia nọ, cái súng nhắn chuyện sau này rủ bà xã tôi đi, bà xã tôi không muốn đi nữa. Bà xã tôi nói với người ta, với bạn bè bà mới nói ổng mà đi gặp bạn bè cũ của ổng là ổng không có nhìn gì mình, ổng nhớ gì mình, làm gì mình làm ổng. Quên luôn. Nhau xuống chơi hú hí với nhau, nhau như là anh mà, em. Lâu quá mới gặp nhau mà. Thưa anh, mỗi năm thì là biệt động quân tổ chức họp mặt nhau một lần. Đúng rồi. Dạ, thì năm tới này đó thì là ở tháng 7 ở Dallas, phải không thưa anh? Dạ, đúng rồi. Anh Thái có mời chúng em rồi. Thì anh có thể nói về cái hình như là ngày 15 hay là ngày mấy tây tháng 7 ở tại Dallas mà biệt động quân họp. Chắc chắn là tháng 7, nhưng mà cái ngày thì mình còn liên lạc lại. Tháng 7. Dạ. Thưa anh, như vậy thì cái số để, nếu mà các anh biệt động quân, rồi anh ơi, anh đưa cái này biệt đạt. Đọc được hả? Không, dạ được. Để tôi đọc cho. Anh đọc giùm em đi, tại vì cái chữ nó nhỏ quá. Anh còn trẻ hơn em, anh đọc giùm em. Biệt động quân Trần Thái. Dạ. Email. Không khỏi cần email anh khỏi, cho số điện thoại thôi. 214. 214. 991. 991. 7075. À, 57. 7057. 57. Trần Thái nè. Trần Thái. Vâng, anh có thể nói thêm về cái chương trình này không thưa anh? Hay là anh có nắm chương trình này không? Thì đây đó, chương trình Thế Hậu Phương thì thường thường là binh đài bỏ lên trên YouTube thì cả thế giới xem luôn. Yeah. Thì anh có thể nói sơ qua thì về cái chương trình ngày đó. Là ngày nào thì chưa chắc anh, nhưng mà hình như anh Thái có mời tụi em rồi, ngày nào em cũng không nhớ nữa. Vào tháng 7 thì phải. Tháng 7, chắc chắn là tháng 7. Nếu mà anh em biển quân nào trên toàn thế giới mà muốn gặp mặt thì của binh chủng thì liên lạc với anh Trần Thái này. Thì anh Trần Thái này sẽ nói rõ ràng về cái ngày chi tiết như thế nào, ví dụ như về đón rước như thế nào hay là ăn ở như thế nào, thì tất cả mọi chuyện thì anh Trần Thái này là anh sẽ lo. Điện thoại luôn, nói điện thoại anh Thái. Số điện thoại của anh Trần Thái này là 214-991-7057. 214-991-7057. Dạ, khi nào mà có poster rồi đó tụi em sẽ phổ biến thêm để Thì bây giờ cũng còn xa, nhưng mà bắt đầu từ bây giờ thì các anh thông báo là vừa rồi là tại vì các anh có thể là ở bên Đức, bên Pháp, bên Úc. Các anh biệt động quân mình ở rải rác khắp nơi trên thế giới rất nhiều. Nếu mà các anh muốn về họp mặt để gặp các bạn bè cũ, đồng đội cũ của các anh thì các anh liên lạc với anh Thái. Rồi anh có thể đọc cái email một lần đi anh, đọc cái email một lần. Có nhiều khi các anh không điện thoại được, anh email đọc lại cái email.
email của anh Trần Thái là trầnvthai@yahoo.com. Trần Vi Thái, Vi ngắn y dài thưa anh. Vi là văn. Vi là văn. Chữ Vi thôi, chữ V thôi phải không? Không, bởi vì anh cho nên anh phải đọc lên tiếng Việt cho biết. Tức là chữ Trần, chữ V, chữ Thái. Thái @yahoo.com. Và email của anh, anh Thái, anh Trần Thái là Trần V Thái. Thái. Dạ. @yahoo.com. Yahoo.com. Số điện thoại của anh là 2147917057. 214 2149917. Quý vị nào, các anh nào ở xa mà muốn về tham dự Đại hội Bình Đồng Quân vào tháng 7 sắp tới năm 2019 thì liên lạc với anh Trần Thái. Nhân tiện đây tôi cũng xin báo, nếu anh em nào mà ở tiểu đoàn 42, đặc biệt là anh Trần Thái này á, là ảnh là trước là ở tại tiểu đoàn 42, cho nên á, ảnh năm tới ảnh đứng ra ảnh tổ chức Bình Đồng Quân toàn thế giới. Dạ. Yeah. Nhưng mà riêng sau khi hết cái chương trình của cái đại hội Bình Quân này thì anh này sẽ dành một ngày cho riêng cho tiểu đoàn 42 Bình Quân Cao Bằng. Dạ. Yeah. Thưa anh, như vậy thì anh cũng tiểu đoàn 42, anh có thể tiện đây anh nói cái số phone của anh để nhiều khi các bạn của anh á, tiểu đoàn 42 mà thất lạc ở đâu đó, các anh có thể liên lạc với anh điện thoại cho anh cho cái số điện thoại của anh. Số phone của tôi là 714. Dạ. Yeah. Anh đọc đi, anh đọc đi. 714. Số của anh á. Ủa anh không nhớ. 991. Dạ. Không quên. Tại số phone của anh không nhớ luôn. Dạ thưa anh, có một anh email vô chương trình Tiếng Hát Hậu Phương nhờ chúng em tìm người thân. Thì trong lúc anh nhớ số phone thì em xin phép để em đọc cái lời nhắn tin của anh Hồ Tuyền. Số phone là 626 456 4325. Cần tìm người thân là đại úy công binh Nguyễn Chế, khoảng 85 tuổi, trước năm 1975 ở đường Nguyễn Minh Chiếu, quận Phú Nhuận, Sài Gòn. Ai biết tin cựu đại úy công binh Nguyễn Chế thì xin liên lạc với anh Hồ Tuyền 626 456 4325. Anh có thể nói số điện thoại của anh, có nhiều khi các bạn của anh mà thất lạc từ lâu đó có thể tìm được nhau. Số phone của tôi là xíu 714 331 6809. Ủa vậy nhớ rồi. Nhắc lại lần nữa anh. 714 331 6809. Dạ thưa anh, những giây phút chót thì anh có một lời nhắn gì tới thế hệ hậu duệ của chúng ta ở Việt Nam và ở đây không thưa anh? Nếu tôi có được phép nói về những người, đối với những người trẻ sau này thì tôi nói với các anh là chúng tôi dù muốn hay không cũng sẽ đi qua. Chính các anh là những người phải thay thế chúng tôi để mà giúp ích đất nước. Và còn đối với chúng tôi, nếu mấy anh muốn tìm hiểu thì mấy anh cũng phải cẩn thận, bởi vì tất cả mọi cái truyền thông bây giờ đều là do Cộng sản và tù phản kiến của Hoa Kỳ nó đã khuyên lót hết. Những sự thật mà có mặt ở đây thường thường đa số là do tụi nó khuyên đạo. Do đó nên nếu các anh muốn tìm hiểu chúng tôi thì mấy anh phải cẩn thận để mà tìm hiểu mới biết được những cái sự thật. Chứ nếu không thì các anh sẽ lầm lạc. Và riêng về đối với chúng tôi thì thật sự đến giờ phút này không biết ngày nào chúng tôi ra đi. Nhưng mà đối với chúng tôi rất hãnh diện là được là một lính quân đội Nhân Hòa. Chúng tôi rất hãnh diện có những cấp chỉ huy và những người lính rất là anh dũng. Bằng chứng là sau 30/4 biết bao nhiêu những người đã tự tử mà chết. Cả khối Cộng sản là Liên Xô, cả khối Cộng sản Đông Âu họ tan rã, họ nói chưa có một người nào dám tự tử, chưa có người nào dám chết. Ngay cả cái chuyện mới nhất là chúng ta thấy là như là những cái người hùng hổ như đương thời như là Đinh La Thăng này kia, khi mà ra tòa, khi mà bị ra tòa rồi thì khóc lóc gian sinh này kia nọ, hèn nhé. Còn trong khi đó thì chúng ta sống rất là hiên ngang. Mà những người mà hiên ngang đó, họ tôi nghĩ là họ là có lý tưởng, như thí dụ như mẹ Nấm chẳng hạn, hay Trần Thị Nga chẳng hạn, thì những người đó là người rất là xứng đáng. Họ nhìn những đôi mắt của họ mới thấy là họ sống như thế nào. Và nhìn những cái hành động, những cử chỉ của Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh thì mới thấy là vấn đề cái người Cộng sản nên nói như thế nào. Những người như là liệt sĩ Lê Văn Tám, những người như liệt sĩ Võ Văn Sáu, với thời gian
nó đã phanh phui ra thì chả còn là cái gì hết, toàn là dỏm, là điên khùng không. Không có những người nào mà thực chất mà dám hiên ngang như những người của lính Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta, những người dân của chúng ta. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Cũng như thường lệ thì cuối chương trình thì chúng em có một bài hát để tặng các anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa và khán giả của tiếng hát hậu phương. Hôm nay thì cũng sẵn ngày tang lễ của anh Song Ngọc thì chúng em sẽ hát cái bài Chúng Mình Ba Đứa của nhạc sĩ Song Ngọc và nhạc sĩ Hoài Linh. Bài này anh sáng tác chung với nhạc sĩ Hoài Linh. Anh Hoài Linh cũng là cảnh sát và đã mất ở trong tù, nhạc sĩ Hoài Linh. Mình có ba người vừa đúng nét đôi mươi, những chiều mây lưng trời tầm mắt hướng xa xôi. Ngày sau một hai trong ba đứa xa nhau rồi, chắc nhớ nhau nhiều lắm. Người lướt mây trời vui kiếp sống không chung, với một kẻ đi tìm vào sóng nước mây mông. Còn riêng mình tôi vai ba lúa về khu chi đường dài thế, chia tay thế là đường ai nấy đi, cũng là màu xanh chiến y. Chỉ gặp nhau thoáng nhanh như làn gió, với nét viết trong thư đôi khi thấy buồn về thăm chốn. Có ba người mang kiếp sống buông trôi, đứa này ở ven trời thì đứa khác xa khơi. Ngày sau một hai trong ba đứa không chung đường, chắc nhớ nhau nhiều lắm. Đường phố kia rồi tranh tranh bóng trăng soi, uống cạn hết ly này đi nhớ mãi đêm nay. Xíu gửi lời chào tạm biệt đến quý vị khán giả, thưa anh. Nhân tiện đây chúng tôi xin cảm ơn chương trình Tiếng Hát Hậu Phương đã tạo cơ hội cho tôi hôm nay để mà nói một số ít về cái đơn vị của mình. Còn bản thân chúng tôi thì chả cái gì hết. Chúng tôi thì có những người anh rất là tài hoa,
Và có những người em, những người lính rất là anh hùng, rất là gan dạ. Thành ra chúng tôi học những người trên chúng tôi và tôi học cả những người nhỏ hơn cho tôi về cái sự can trường của họ. Xin cảm ơn cô. Dạ, em cảm ơn anh Xíu rất là nhiều. Chúng ta tới giờ chia tay rồi. Thưa quý vị ơi, Trang Thanh Lan, Phương Quế, anh Xíu cũng như là Nghĩa Sữa, rất cảm ơn sự theo dõi vừa qua của quý vị và các anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Chúng ta chia tay đây, hẹn tuần sau cũng vào giờ này, 7-8:30 giờ Cali. Kính chúc quý vị một đêm thật bình yên và hạnh phúc. Anh vui xa trường, cho lòng em nhớ thương.